Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin đầu tiên là Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào khoảng 9 giờ tối qua đã xảy ra một trận động đất nông với cường độ 7 độ Richter với độ sâu tiêu cự 20 km vào mùa du lịch cao điểm. Ngày hôm qua có ít nhất 38.000 khách du lịch đến khu vực này. Sau trận động đất có thông báo tạm dừng đón khách du lịch từ hôm nay. Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Khẩn cấp huyện Cửu Trại Câu, trận động đất đã khiến 9 người chết và 135 người bị thương. Tại khu thắng cảnh Cửu Trại Câu Ga Nhai Di, một sảnh nhà hàng bị sập. 1.500 người đang cần được giải cứu khẩn cấp. Ngoài ra, sạt lở đất xảy ra ở những nơi khác khiến hơn 100 người bị mắc kẹt. Trung tâm giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Trung Quốc ước tính trận động đất có thể đã giết chết hàng chục đến hàng trăm người. May mắn thay, theo báo cáo từ Cục Du lịch, 15 nhóm du lịch Đài Loan gần Cửu Trại Câu với khoảng 289 người đều an toàn. Theo bản tin do mạng động đất Trung Quốc đưa ra, vào lúc 21 giờ 19 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Trại Câu, quận A3, tỉnh Tứ Xuyên, vị trí ở 33,2 độ vĩ bắc, 103,82 độ kinh đông, tâm chấn ở độ sâu 20 km, hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại về nhà cửa. Đến 21 giờ 41 phút, một dư chấn mạnh 3,3 độ xảy ra ở 33,14 độ vĩ bắc và 103,79 độ kinh đông trên khu vực Cửu Trại Câu, độ sâu tiêu cự 9 km. Trận động đất được cảm nhận ở nhiều nơi như ở Lan Châu, Thành Đô và Tây An. Một số người đã bỏ chạy ra đường. Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm ở Cửu Trại Câu. Vào thứ Bảy tuần trước, lượng khách du lịch đã lên tới hơn 40.000 người. Và sau đó một ngày đã ban hành kế hoạch khẩn cấp cấp 1 và hạn chế dân số ra vào trong một tuần sẽ được thực hiện. Cửu Trại Câu đã đón 38.000 khách du lịch vào ngày hôm nay, bao gồm 18.158 khách đoàn và 20.641 khách du lịch cá nhân. Hiện tại Hội đồng các vấn đề đại lục và SEF đang kiểm tra xem có khách du lịch Đài Loan nào đến thăm khu vực này hay không. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin trận động đất được cảm nhận ở Long Nan, Lan, Tianhui và Pingliang ở tỉnh Cam Túc và các khu vực lân cận. Dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 21.000 người và dân số trong phạm vi 50 km là khoảng 63.000 người bị ảnh hưởng. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã xảy ra tại huyện Luding, Phủ Ganji, tỉnh Tứ Xuyên. Theo giới chức, tính đến trưa ngày hôm qua, đã có 88 người thiệt mạng và 30 người mất tích. Tuy nhiên, một cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận động đất có thể đã gây ra thương vong đáng kinh ngạc. Có tin đồn rằng trận động đất Luding ở Tứ Xuyên đã gây ra thương vong đáng kinh ngạc và làng An Song bị chôn vùi gần như hoàn toàn. Sau trận động đất mạnh ở Luding, Tứ Xuyên, cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận lở đất do trận động đất gây ra gần như chôn vùi hoàn toàn làng An Song ở huyện Luding. Ngôi làng có dân số thường trú là 497 người. Do đó, con số thương vong do trận động đất này gây ra có thể rất đáng kinh ngạc. Đoạn video do cư dân mạng này quay lại cho thấy trận lở đất do trận động đất Luding ở Tứ Xuyên đã chôn vùi toàn bộ ngôi làng An Dong Vilip. Người quay video nói, hãy nhìn xem, nếu nói nó khốc liệt thì nó rất khốc liệt. Ngôi làng này gần như đã bị chôn vùi gần như toàn bộ. Đây là thôn An Dong của chúng tôi ở huyện Luding. Theo báo cáo chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 12 giờ trưa ngày qua, một trận động đất ở Lỗ Định cũng đã làm 88 người thiệt mạng, trong đó có 50 người ở huyện Lộc Định, tỉnh Cam Tử, 38 người ở huyện Himia, thành phố Nhã An, 30 người mất tích và hơn 400 người bị thương. Nhưng các quan chức không đề cập đến số người chết thực sự ở làng An Dong. Còn số thương vong thực tế là không rõ. Sau trận động đất mạnh ở Luding, Tứ Xuyên, một người đàn ông đã kể lại cảnh tượng ly kỳ khi anh ta trốn thoát. Khi người đàn ông đang lái xe, anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng lùi xe. Tảng đá trên núi ngay lập tức đổ xuống trước mặt anh ta và người đàn ông đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Đoạn video cho thấy, tại thời điểm người đàn ông lùi xe gấp, một lượng lớn tảng đá lăn từ trên núi xuống rơi xuống đường. Tảng đá lớn nhất rơi ngay trước đầu ô tô, san phẳng hàng rào sắt bên đường. Nếu nó đâm vào xe, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đoạn video về người đàn ông né tảng đá đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết, trời đất ơi, nguy hiểm quá, chúng ta thật may mắn. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 5 đi qua Đài Loan tiến thẳng vào Trung Quốc đại lục gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến ít nhất 32 người chết và 16 người mất tích. Siêu bão số 5 đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang và mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử và toàn bộ thành phố Lâm Hải và thành phố Cổ bị nhấn chìm trong nước lũ. Siêu bão số 5 đã gây lũ lụt nghiêm trọng cho thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang và khu vực đô thị bị bao phủ bởi đại dương nước. Bão số 5 tuy đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới vẫn mạnh dữ dội và nó đã đổ bộ lần thứ hai vào Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông vào lúc 20 giờ 50 phút tối qua và tiếp tục gây ra mưa và gió mạnh. Thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Tối qua, Thượng Hải bị sấm sét hiếm gặp, gió mạnh,
mưa lớn và mưa đá, mây đen bao trùm thành phố ngày như đêm, mưa xối xả chút xuống, người dân địa phương cho rằng nó giống như một thảm họa của ngày tận thế. Trưa qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo sét màu vàng, đồng thời hầu hết các khu vực đều bị sét đánh kèm theo dông và gió rất mạnh. Cảnh báo mưa bão màu xanh lam và cảnh báo mưa đá màu vàng đã được đưa ra sau đó cùng ngày. Một cảnh báo màu vàng về gió mạnh cũng được đưa ra cùng ngày và dự báo sẽ có dông bão và gió mạnh cấp 8 đến 10 ở trung tâm thành phố Pudong, Changminh, Songjiang, Gimpo, Minyang, Jiading, Baohan và những nơi khác trong ngày hôm đó. Đoạn video do một cư dân mạng quay cho thấy, trước khi cơn mưa lớn tập đến, Thượng Hải chìm trong mây đen, ngày cũng như đêm, gió mạnh và mưa như chút nước, một số ô tô bị ngâm trong nước. Thời tiết hiếm gặp và khắc nghiệt xảy ra ở Thượng Hải và những nơi khác đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Một số cư dân mạng than thở, Thượng Hải khổ quá, vừa hết dịch, trời lại mưa. Cùng ngày, thủ phủ Nam Xương của tỉnh Giang Tây cũng hứng chịu mưa lớn, cả thành phố bị ngập lụt. Cư dân mạng cho rằng nơi đây dường như đã trở thành thành phố nước. Đoạn video cho thấy vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai ở Nam Xương bất ngờ có mưa lớn, một số khu đô thị bị ngập lụt, một số đoạn đường ta luy dương bị sạt lở, xe ô tô bồng bềnh trôi trong nước, chỉ lộ ra nắp xe. Ngoài ra, khi Tập Cận Bình chuẩn bị đến thăm Hồng Kông, Đài Thiên Văn Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo số 1 vào tối ngày thứ hai. Trong 3 ngày tới, Hồng Kông sẽ hứng chịu những cơn bão dữ dội với sức gió từ cấp 6 đến 7. Một số cư dân mạng chế giễu rằng mặc dù các biện pháp an ninh của DCSTQ là thắt lưng buộc bụng, nhưng họ không thể ngăn chặn cơn bão mạnh do Chúa an bài. Thời tiết cực đoan tiếp tục tàn phá Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn. Đồng thời, một đợt mưa lớn mới đã quay trở lại. Hôm thứ Bảy, Himen, tỉnh Hồ Nam sét đánh và gió mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị quật đổ. Đoạn video cho thấy một biển quảng cáo lớn bị thổi bay, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi bay, trên dây điện hai bên đường xuất hiện tia lửa điện, hiện chưa có thương vong. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó, thành phố Himen đã đưa ra cảnh báo màu vàng về dông bão và gió mạnh. Trong vòng 6 giờ sẽ có gió giật cấp 9 trở lên kèm theo sấm sét mạnh. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống một số khu vực ở Bắc Kinh, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Gần Quân Hoang, quận Triều Dương, đường phố ngập lụt, ô tô chìm trong nước. Tại Sinfaji, quận Phen Tai, Bắc Kinh, lũ lụt ngập đường phố, ô tô và các loại xe cộ ngập nước, trôi lềnh bềnh. Sáng sớm cùng ngày, trên khu vực xã Bai Tu Ba, quận Hun Kinh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên sấm sét nổi lên, những tia sét cực mạnh xé toạc bầu trời. Trước đó, một cơn bão dữ dội đã đổ bộ vào Kỳ Đông, Giang Tô. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố bị mưa bão thổi bay và biến thành sương mù, tầm nhìn cực kỳ thấp. Một số người nói rằng mọi người đang cố gắng tiến về phía trước trong cơn gió mạnh, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương cho biết, mọi người không thể nhìn thấy rõ. Đây là Emba Kazezo, một xứ sở thần tiên. Đồng thời, thời tiết nhiệt độ cao vẫn tiếp tục ở miền Nam Trung Quốc. Đợt nắng nóng càn quét khắp Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành khác. Trong ngày thứ 6, Chiết Giang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho bệnh nhân bị say nắng mỗi ngày. Đầu tháng này, ít nhất một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng. Trước đó tại Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường bị nghi ngờ tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ quá cao. Chủ xe cho biết, nóng quá, nó tự bốc cháy, chắc là điều hòa trong xe có vấn đề rồi làm cháy lan sang cả xe người khác. Nhiệt độ cao kéo dài dẫn đến tải điện tăng. Các nhà chức trách cho biết vào giữa tháng này, phụ tải điện của Trung Quốc liên tục đạt mức cao kỷ lục. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nhiều tỉnh bị ngập lụt, trong số đó Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam bị thiên tai nghiêm trọng. Tuần qua, tại thị trấn Đại Đường, huyện Tân Thành, thành phố Lai Tân, Quảng Tây có 3 học sinh trên đường đến trường bị lũ cuốn trôi, trong đó 2 em thiệt mạng còn 1 em may mắn được cứu thoát kịp thời. Theo người dân địa phương cho biết, một số học sinh từ làng Luan, huyện Xin Trang, thành phố Lai Bin, Quảng Tây đã đi xe tải đến trường học hoặc trường mẫu giáo trong thị trấn vào sáng hôm đó. Xe bị lũ chặn ngang đường, tài xế yêu cầu các học sinh xuống xe đi bộ. Hậu quả là do nước chảy xiết 3 học sinh không may bị trượt chân rơi xuống nước. Một trong những học sinh đã được giải cứu kịp thời và tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng 2 học sinh kia đã bị nước cuốn vào gành và càng ngày càng lao ra xa. Khi dân làng tìm thấy sau đó thì không còn thở nữa. Ngoài ra, huyện Bình Nguyên, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông cũng hứng chịu lũ lụt, dòng nước lũ cuốn trôi đường xá, phương tiện bị ngâm trong nước. Người dân Thâm Quyến cũng đang đi bộ trên đường phố trong nước và những chiếc ô tô cũng trôi nổi trong nước. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán huyện, tỉnh Vân Nam cũng thông báo lượng mưa lớn tại địa phương gây ra nhiều tình huống nguy hiểm, khiến hơn 120.000 người tại 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, hơn 150 ngôi nhà bị hư hại, hơn 130 con đường và cây cầu bị sập, các cơ sở thông tin liên lạc, điện và nước sạch cũng bị hư hại nghiêm trọng. Huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cũng bị tàn phá nặng nề.
đường xá sạt lở, nhà cửa đổ sập, cây cối gãy đổ, xe cộ trôi dạt theo dòng nước như gành thác. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Hôm qua, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã cho quân đội của Hoa Kỳ điều 20 máy bay F-35 dội bom tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo thông tin thì chúng tôi mới nhận được thì tình hình ngoài Biển Đông đang hết sức gay cấn khi mà hôm qua vào lúc 16 giờ, quân đội của Mỹ đã cho một dàn máy bay F-35 cùng tàu chiến áp sát con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để vây bắt. Tuy nhiên, khi phát hiện ra máy bay F-35 và tàu chiến của Mỹ tiến ra ngoài Biển Đông, Hải quân Trung Quốc đã cho một dàn tàu hộ vệ gồm có tàu cảnh sát biển, tàu do thám, tàu dân phòng mang theo rất nhiều vũ khí và tên lửa bảo vệ con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Trước tình hình cam go đó, quân đội Hoa Kỳ đã cho máy bay F-35 liên tiếp dội 30 quả bom cùng tàu chiến phóng một loạt các tên lửa tầm trung lên con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Và cuộc khiêu khích trên đã làm cho phần đuôi của con tàu Sơn Đông phía Trung Quốc bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do phía Trung Quốc gây hấn trước khi mà hải quân của phía Bắc Kinh đã đem một đội tàu chiến bảo vệ con tàu sân bay Sơn Đông ra Biển Đông để chặn một con tàu tuần duyên của Mỹ. Và trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang điên tiết vì con virus Tập Cận Bình đang càn quét Hoa Kỳ thì lại gặp cảnh trớ trêu ở ngoài Biển Đông. Trong bối cảnh một lúc hai cơn tức giận dồn dập ập đến, Washington đã không thể nào mà kìm lòng đứng nhìn phía Trung Quốc lộng hành. Do vậy mà hôm qua quân đội của Mỹ đã cho tiến hành bắn cháy con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, đồng thời muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Bắc Kinh rằng Trung Quốc hãy ngừng ngay những hành động gây hấn trong bối cảnh mà cả thế giới đang gồng mình lên chống chọi với cả dịch bệnh COVID-19. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đã quá sai lầm khi mà đem tàu sân bay Sơn Đông đi gây gổ với cả hải quân của Mỹ. Trong bối cảnh mà cả thế giới đang phải gồng mình tập trung cao độ để dập tắt dịch bệnh, thì chính quyền của ông Tập lại đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ và gây gổ đánh nhau với các nước trong khu vực. Chính điều đó đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nổi khùng. Thưa quý vị, mới đây thì Trung Quốc chuẩn bị tập trận 4 ngày ở Biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc vừa thông báo cho thấy quân đội nước này đã tiến hành 2 cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Cụ thể, trên website của cục này nêu rõ cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Vịnh Bắc Bộ trong ngày 17 tháng 2. Như vậy, khu vực tập trận được xác định nằm ở vùng biển thuộc phía Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Trên trang này cũng thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2. Kết quả đối chiếu các tọa độ giới hạn khu vực tập trận được nêu trong thông báo lên Google Maps cho thấy khu vực đó nằm gần bờ biển phía đông nam đảo Hải Nam. Trong bối cảnh chiến hạm của nhiều nước đang đổ về Biển Đông, cả Mỹ và đồng minh lẫn Trung Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực. Trước đó, Tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 5 tháng 2 đưa tin Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2. Nội dung tập trận chưa được công bố chi tiết, nhưng theo báo cáo này thì không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo chống hạm, như từng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo diệt hạm Đông Phong 21 và Đông Phong 26 hồi tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, theo truyền thông của Mỹ cho biết, đứng trước bối cảnh trên, chính quyền Tổng thống Mỹ đã không quên đưa ra những trừng phạt mạnh tay cho phía Trung Quốc. Một trong những đòn trừng phạt đó là vào ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội của nước này điều 20 máy bay F-35 liên tục cho dội bom con tàu sân bay Sơn Đông của phía Bắc Kinh để răn đe dằn mặt chính quyền. Ông Tập Cận Bình vì tội để cho con virus Trung Quốc lây lan ra khắp thế giới, làm khổ không biết bao nhiêu nước và thiệt hại đến thời điểm bấy giờ là không thể tính toán được. Tờ báo Washington Post cho biết Tổng thống Biden đang mất ăn mất ngủ. Ông luôn than thở vì Mỹ đã mất hàng tỷ đô la khi bị trúng đòn virus Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, ông Biden cho rằng Trung Quốc phải trả một cái giá thật đắt vì đã để con virus Vũ Hán gây ra tình cảnh này. Bắc Kinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho một số nước. Đó là lý do vì sao mà hôm qua chúng tôi cho máy bay F-35 dội 30 quả bom làm vỡ tan một phần đuôi con tàu sân bay của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, và việc ngày hôm qua chỉ là để cảnh báo bước đầu.
Được biết, Hoa Kỳ đang lên một kế hoạch lớn để mạnh tay trừng trị Trung Quốc trong một vài ngày tới. Theo các nhà quan sát cho biết, có rất nhiều ý kiến đồng lòng với cả chính sách của Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, khi cho rằng phải dạy cho Trung Quốc một bài học vì đã để lọt con virus Tập Cận Bình, làm hại đến không biết bao nhiêu nước trên thế giới và Bắc Kinh phải bị trả giá vì nó đã gieo rắc đau thương cho nhân loại. Thưa quý vị, được biết, ngay sau khi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc bị trúng những quả bom siêu hạng từ đội quân máy bay F-35 của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ khi nói rằng hành động trên của Mỹ là không thể nào chấp nhận được. Mỹ sẽ phải nhận một kết cục đau thương. Ông Cảnh Sảng còn tuyên bố Trung Quốc sẽ điều quân đội của nước này bắn hạ máy bay F-35 của Hoa Kỳ nếu như Mỹ tỏ ra manh động trên Biển Đông trong thời gian sắp tới. Còn tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn lời ông Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc hiện tại có thừa khả năng để đánh bại Mỹ trên bất kỳ một phương diện nào bởi vì Mỹ đang điêu đứng vì COVID-19. Ông Hòa còn nói tiếp, lẽ ra Trung Quốc sẽ ra tay giúp đỡ Mỹ để thống chế dịch bệnh, nhưng với việc hôm qua máy bay F-35 của quân đội Hoa Kỳ dội bom phá nát một phần đuôi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông thì Bắc Kinh sẽ không bao giờ hợp tác với Washington. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đứng ngồi không yên trong những ngày vừa qua vì dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Ông tức giận đến nỗi mà không gọi tên theo tên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra, mà cái tên ông gọi đó chính là virus Tập Cận Bình, virus Trung Quốc hay là virus Vũ Hán. Ông lý giải cách gọi của ông là hoàn toàn đúng. Khi nó xuất phát từ Trung Quốc ra đến đây thì ông cũng không bận tâm đến việc tranh cãi việc gọi tên nữa, mà việc bây giờ ông cho rằng Mỹ cần tập trung cao độ để dập tắt sự lây lan của virus Trung Quốc và Washington sẽ liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc ở tất cả các mặt trận, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, bởi vì Trung Quốc vẫn tỏ ra rất hung hăng và Mỹ cho rằng Bắc Kinh chính là mối đe dọa cho toàn nhân loại. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng của Mỹ đang cho điều gốc 3 con tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường và 6 máy bay B-52 cùng 10.000 lính thủy đã di chuyển từ một căn cứ thuộc hạm đội Thái Bình Dương trên đảo Guam để tiến ra Biển Đông trừng trị phía Trung Quốc. Nguồn tin còn cho biết thêm lần này Mỹ sẽ san phẳng 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, gần với quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ cũng sẽ phá hủy tất cả các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho đồn trú tại một số quần đảo mà chính quyền ông Tập Cận Bình đi cướp được. Tại một số nước ở trong khu vực Đông Nam Á, Mỹ sẽ tiếp tục cho máy bay ném bom và bắn phá nát một sân bay cỡ lớn mà Trung Quốc đang cho xây dựng ở trong một khu rừng tại đất của Campuchia. Tiếp đó, Washington cũng sẽ cấp cho chính quyền bà Thái Anh Văn của Đài Loan 10 máy bay F-35 cùng rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ để Đài Loan có thể đánh bại Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Đài. Vấn đề cốt lõi đó chính là Mỹ sẽ cho vây bắt toàn bộ tàu thuyền manh động của Bắc Kinh đang hoạt động trái phép trên Biển Đông để bảo vệ các nước trong khu vực. Và theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới nhận định, nếu như lần này mà Mỹ ra tay mạnh mẽ thì Bắc Kinh sẽ bị cô lập, Trung Quốc sẽ bị tẩy chay và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị san phẳng và chỉ có như vậy thì thế giới mới được sống trong yên bình. Thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Trung Quốc tập trận nhằm chiếm thế thượng phong ở Đài Loan. Ngày 17 tháng 2, Trung Quốc triển khai tập trận ngay gần đảo Đài Loan. Các tàu và máy bay chiến đấu của nước này tiến hành tập trận ở phía Tây Nam và Đông Nam của hòn đảo tự trị mà quân đội Trung Quốc nói là để đáp trả sự can thiệp bên ngoài và các hành động khiêu khích. Đài Loan, Trung Quốc nhiều lần lên tiếng về việc Trung Quốc đại lục liên tiếp tập trận và gia tăng hoạt động quân sự trên vùng biển ngay gần hòn đảo trong 2 năm qua như một phần của chiến dịch gây sức ép nhằm buộc hòn đảo phải chấp thuận quan điểm của Bắc Kinh. Trong thông báo ngắn, Bộ Chỉ huy Quân khu Miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc nói rằng các tàu chiến, máy bay săn ngầm và tiêm kích đã được điều đến gần Đài Loan để tiến hành diễn tập tấn công phối hợp và các bài tập khác sử dụng lực lượng thực tế. Thông cáo không cho biết chi tiết. Một quan chức cấp cao nắm được kế hoạch của Đài Loan, Trung Quốc nói với Reuters rằng không quân Trung Quốc đã triển khai bài tập giành thế thượng phong trên không bằng đội tiêm kích J-16. Ngoài việc chiếm thế thượng phong trên không ở khu vực Đài Loan, họ còn thường xuyên tiến hành các hoạt động can thiệp điện tử và trinh sát điện tử, vị quan chức cho biết. Đài Loan, Trung Quốc tin rằng đại lục đang cố thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể làm tê liệt các máy bay của đối thủ, trong đó có các máy bay F-35 nếu chiến tranh xảy ra, nguồn tin nói. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc cho biết 11 máy bay Trung Quốc vừa đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó có 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân H-6K và 6 tiêm kích J-16, và Đài Bắc đã điều máy bay ra xua các máy bay đại lục.
Thông cáo của Trung Quốc không nói về địa điểm chính xác diễn ra đợt tập trận. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan Trung Quốc nói rằng nhóm máy bay của đại lục hoạt động ở khu vực giữa đảo chính của Đài Loan với quần đảo Đông Sa và khu vực phía trên của Biển Đông. Một số máy bay còn đi qua eo biển Ba Si ở phía nam Đài Loan, cửa ngõ tiến ra Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ và Đài Loan liên tục thông đồng để khiêu khích và gửi tín hiệu sai, gây tổn hại nghiêm trọng cho chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chưa rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Trung Quốc tiến hành đợt tập trận lần này là gì, nhưng có vẻ là việc Mỹ đầu tháng này chấp nhận thương vụ bán hệ thống pháo trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Tin khẩn cấp, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ ra lệnh bắt hết 49 tàu HD của Trung Quốc ở Biển Đông để dằn mặt ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng trong những tuần vừa qua. Nguyên nhân được cho là do phía Hải quân Trung Quốc liên tục có những xung đột với các tàu chiến thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Hai bên liên tục có những đụng độ căng thẳng. Gần đây nhất, một tàu khu trục của Hoa Kỳ có lịch trình đi tới một cảng ở Malaysia. Khi đi qua eo biển Đài Loan, đoạn gần với Hồng Kông thì bất ngờ bị một đội quân hùng mạnh gồm 50 chiếc tàu hải dương của Hải quân Trung Quốc bao vây hăm dọa. Tàu của phía Trung Quốc phóng loa phát thanh yêu cầu tàu khu trục của Mỹ rời khỏi vùng biển của Đài Loan và không cho tàu khu trục của Mỹ cập cảng ở Hồng Kông cũng như một cảng ở Đài Loan. Theo tờ báo của Hồng Kông trích dẫn lời của một đô đốc hải quân của Hoa Kỳ cho biết, lúc tàu của chúng tôi có ý định cập vào một cảng ở Hồng Kông thì nhóm tàu hung dữ gồm 50 chiếc đã ra ngăn chặn tàu của chúng tôi. Chúng đã hăm dọa, thậm chí còn phun vòi rồng. Phía tàu của Trung Quốc đã phát đi thông báo yêu cầu phía chúng tôi không cho tàu neo đậu tại một cảng Hồng Kông, không cho chúng tôi đi vào địa phận eo biển Đài Loan và cấm chúng tôi không cho tàu đi vào vùng biển mà có 7 hòn đảo nhân tạo phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ. Khi chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đội tàu của phía Trung Quốc đã đâm va vào thân tàu của chúng tôi để cảnh báo. Nhận thấy tình hình cấp bách, chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã ngay lập tức điều thêm tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu khu trục USS Curtis Weibo cùng mang theo tên lửa và 100 máy bay chiến đấu ném bom bao vây nhóm tàu của phía Trung Quốc. Cuộc bao vây trên biển diễn ra hết sức căng thẳng vì nhóm tàu của Trung Quốc chống trả một cách quyết liệt. Tuy nhiên, với đội hình hùng hậu và trang bị vũ khí, khí tải hiện đại bậc nhất của thế giới, Hải quân Không quân của Mỹ đã ngay lập tức khống chế và bắt giữ 49 tàu của phía Trung Quốc để xử lý theo đúng pháp luật của quốc tế. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ có tên là New York Times cho biết, 7 tháng cuối năm 2021, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã luôn muốn chiếm trọn Biển Đông. Bằng chứng là phía Trung Quốc liên tục cử một đội tàu hùng mạnh gồm tàu chiến, tàu dân phòng, tàu dân binh, tàu hải cảnh, tàu hải giám, 3 tàu cảnh sát biển trực chiến ở ngoài Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, đội tàu của phía Bắc Kinh có lúc lên tới hàng trăm chiếc các loại. Chúng được chính quyền của ông Tập Cận Bình điều ra Biển Đông để bảo vệ 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép. Nhóm tàu của Trung Quốc còn ngang nhiên tiến vào các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia và Brunei để quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động khai thác dầu khí cũng như đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển thuộc chính chủ quyền của nước họ. Ngoài ra, nhóm tàu của phía Trung Quốc liên tục hăm dọa cũng như sẵn sàng phản công với cả tàu của các nước khác đi vào vùng Biển Đông, nhất là đi qua eo biển Đài Loan, nơi mà Trung Quốc cho rằng đó là vùng biển của phía Trung Quốc. Vì thế, các nước đi lại nơi đó phải xin phép phía Trung Quốc, nếu Bắc Kinh cho phép thì mới được đi, không là bị bắt giữ. Nhận thấy điều trái ngang trên của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, ở đây là do chính quyền ông Tập Cận Bình chỉ đạo. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ra lệnh cho Hải quân, Không quân, quân đội của Mỹ liên tục điều tàu chiến, máy bay, lính thủy đánh bộ để tiến vào Biển Đông, một là để dằn mặt và ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình, hai là để gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải là của riêng Trung Quốc. Vì thế Bắc Kinh nên dẹp bỏ những ý định thôn tính Biển Đông đi, nếu không sẽ bị cả thế giới trừng trị. Sự việc vừa qua, Hải quân của Mỹ đã bao vây bắt giữ 49 tàu HD của phía Trung Quốc là để cảnh báo, cũng là một lời nhắn nhủ gửi cho Bắc Kinh. Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động ngang ngược, bành trướng vô lý ở ngoài Biển Đông đi, nếu không sắp tới sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hải quân của Mỹ kêu gọi các nước trên thế giới hãy lên tiếng để ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế, trước hết là các quốc gia trong khu vực và những quốc gia có lợi ích chiến lược gắn bó sống còn với Biển Đông, bằng cam kết cùng hành động thực tế mạnh mẽ của mình, đang thực hiện quyết tâm chặn đứng tham vọng biến Biển Đông thành vùng biển của phía Bắc Kinh. Trung Quốc càng hung hăng gây hấn để thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông thì cộng đồng của quốc tế lại càng tỏ rõ quyết liệt và mạnh mẽ hơn.
nhằm chặn đứng tham vọng nguy hiểm đối với tự do hàng hải, hàng không cũng như hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Điều đó được thể hiện qua những bài phát biểu đầy cứng rắn cũng như hành động mới đây của cộng đồng quốc tế. Ví như hôm kia, tại cuộc hội thảo quốc tế liên quan tới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Houston ở thủ đô Washington DC, Mỹ, với sự tham dự của giới quan chức và các chuyên gia hàng đầu về Biển Đông tham dự. Hội thảo là nơi mà để các học giả đến từ các quốc gia như Đông Nam Á, Châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ nêu ra những quan điểm đánh giá hành động, chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Houston đã diễn ra rất nhiều hoạt động, nơi mà giới chức lãnh đạo Mỹ tới dự để đưa ra các thông điệp mạnh mẽ về Trung Quốc đang trỗi dậy một cách không hài hòa ở vùng Biển Đông năm 2020 và 2022. Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence và Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã lần lượt có những bài phát biểu cứng rắn chỉ trích đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian qua. Trước cuộc hội thảo tại Mỹ thì tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Canada, Đô đốc Hải quân của Mỹ ông Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã chỉ trích trực diện hành vi quân sự hóa trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời khẳng định cam kết tự do hàng hải của Washington tại khu vực này. Đô đốc Davidson còn cảnh báo, những năm vừa qua, Trung Quốc đã quân sự hóa các đảo thực thể tại Biển Đông. Ngoài ra, phía Bắc Kinh còn triển khai hải quân trên quy mô toàn cầu trong vòng 30 tháng vừa qua. Nhiều hơn so với 30 năm vừa qua, cùng với đó, họ phát triển và triển khai nhiều tên lửa đạn đạo. Trung Quốc với sự trỗi dậy mạnh mẽ và nhanh chóng của mình đang nuôi tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu, trong đó trước hết là độc chiếm Biển Đông theo yêu sách vô lý, phi lý như con đường lưỡi bò mà chính quyền của ông Tập Cận Bình tự vẽ ra. Tham vọng này đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hợp pháp của các quốc gia liên quan, cũng như hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị quốc tế tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS vừa qua tại Washington DC, Mỹ để trao đổi về tham vọng hàng hải của Trung Quốc, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI, ông Pauling, đã cảnh báo sâu sắc về những điều mà ông đánh giá là những bước tiến dài trên thực địa về khả năng tác chiến của Bắc Kinh ở Biển Đông. Khi những gì được bàn bạc ở Mỹ cũng như ở các nước Đông Nam Á đã theo không kịp các bước tiến của Trung Quốc, ông Pauling cho rằng Trung Quốc với sự giáo diết và hung hăng của mình đã thay đổi hiện trạng Biển Đông một cách nhanh chóng. Trên thực tế, Trung Quốc đã bồi đắp rất nhiều các bãi đá san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị nước này chiếm đóng trái phép thành các đảo nổi nhân tạo có tổng diện tích là 13 km2, trong đó bãi đá Vành Khăn, bãi đá Chữ Thập, bãi đá Subi đã bị phía Trung Quốc biến thành 3 hòn đảo nhân tạo nổi và cùng đó là phát triển 3 căn cứ quân sự với quy mô cực lớn gồm sân bay và cảng nước sâu. Theo Giám đốc Hàng hải AMTI, ông Pauling, Trung Quốc từ những năm 2017 đã chuyển sang giai đoạn 2 là hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo để phục vụ mục đích quân sự, dân sự, bao gồm nhà chứa máy bay, nhà máy chứa tên lửa, kho chứa vũ khí, nhiên liệu, hải cảnh radar và thiết bị thu thập thông tin tình báo. Từ những năm 2017, Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn 3 về quân sự hóa trên Biển Đông với việc triển khai các trang thiết bị vũ khí hiện đại ra các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp, bao gồm đưa máy bay quân sự ra bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn, hạ cánh lên bãi đá Chữ Thập, gồm các máy bay vận tải và máy bay tuần tra biển. Bên cạnh đó, ưu thế của Trung Quốc trên Biển Đông là đội ngũ các tàu hải giám, tàu hải cảnh, tàu dân phòng để gia tăng vũ lực sau khi nước này đã thiết lập được các căn cứ điểm quân sự trên Biển Đông. Hiện tại, Trung Quốc đã có tới 30 tàu chiến các loại thường xuyên hoạt động và quấy nhiễu trên Biển Đông. Ông Pauling, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải, còn cho rằng các đảo nổi nhân tạo của phía Trung Quốc là bàn đạp để cho phía Bắc Kinh duy trì quân sự hóa trên Biển Đông để áp đặt cũng như thị uy sức mạnh với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vì thế, Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực khối ASEAN cùng các nước trên thế giới hãy bắt tay nhau và đoàn kết nhau để trừng trị Trung Quốc, đánh tan âm mưu độc chiếm Biển Đông của phía Bắc Kinh. Rõ ràng, cộng đồng quốc tế phải mạnh mẽ vạch trần toan tính nguy hiểm của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, đồng thời có trách nhiệm và hành động chung nhằm ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông trước khi quá muộn. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lên tiếng tại Diễn đàn An ninh Quốc tế đã khẳng định rằng Mỹ cùng các đồng minh cũng như các đối tác sẽ đảm bảo hỗ trợ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông và Đô đốc Davidson của Mỹ khẳng định Mỹ sẽ thường xuyên tăng cường các hoạt động tại Biển Đông một cách dày đặc hơn. Theo đó, một số cuộc diễn tập quân sự sẽ được thực hiện tại biển trọng yếu này vào tháng 6 sắp tới trong năm 2022. Đô đốc Davidson còn cho biết các nước như Canada, New Zealand,
Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga đều đã đưa tàu chiến qua Biển Đông để tham gia cuộc tập trận chung và sứ mệnh của các nước lớn trên thế giới là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không cũng như duy trì an ninh an toàn và ổn định trong khu vực, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của phía Trung Quốc. Theo vị chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, việc thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông sẽ còn tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ hơn khi Mỹ luân chuyển lực lượng tới Singapore, Malaysia, Philippines và Brunei, đồng thời triển khai sức mạnh không quân, hải quân từ các căn cứ quân sự trên Nhật Bản. Tham vọng độc chiếm của Trung Quốc ở Biển Đông là không thể chấp nhận được với cộng đồng quốc tế. Những cam kết cùng hành động mạnh mẽ trong thời gian qua đã cho thấy điều đó và Trung Quốc chắc chắn sẽ bị trừng trị. Tin choáng váng toàn châu Á, hôm qua bất ngờ Trung Quốc đánh nhau to với cả Nga và Triều Tiên trên Biển Đông để bảo vệ đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ rất căng thẳng giữa một bên là phía Trung Quốc và một bên là Liên minh Nga và Triều Tiên. Khi quân đội của chính quyền Tổng thống Nga ông Putin liên minh kết hợp bắt tay với cả nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa lên bờ xuống ruộng ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Ngay từ đây, chắc chắn sẽ nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Nga và Triều Tiên lại liên minh với nhau để đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa ở Biển Đông. Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Nguyên nhân ở đây chính là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi trong một cuộc họp kín ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng trong năm 2022, Trung Quốc sẽ lấy lại một phần lãnh thổ của Triều Tiên và Nga bởi vì trong quá khứ một phần lãnh thổ này là của Bắc Kinh. Theo truyền thông của Moscow cho biết, tình báo của quân đội Nga báo tin về, nghe được tin ông Tập Cận Bình sẽ đem rất nhiều binh lính cùng xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, máy bay, tên lửa dẫn đường đi xâm chiếm lãnh thổ của Liên bang Nga cũng như của Triều Tiên. Do vậy mà chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đã gọi điện gấp cho nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un ra tay trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Tình báo của Nga còn cho biết, sắp tới chính quyền ông Putin cùng nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un sẽ kết hợp với nhau để phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc để răn đe thói ngang tàn của phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta đều biết rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Nếu con đập vỡ thì 2/3 đất nước của Trung Quốc sẽ ngay lập tức chìm trong bóng tối và toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng giàu có nhất của Trung Quốc, bao gồm cả những trung tâm tài chính như Thượng Hải, Hồng Kông, Bắc Kinh và đế chế cờ bạc lớn nhất thế giới là Ma Cao sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chính vì vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đã bố trí những tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Bắc Kinh, phòng thủ dày đặc không chỉ xung quanh con đập mà từ khoảng cách bán kính 100 km. Chính phủ của Trung Quốc đã cho bố trí lắp đặt rất nhiều hệ thống phòng thủ trên cao như radar, phát hiện tên lửa và vũ khí đánh chặn. Tất cả các lực lượng tinh nhuệ của Bắc Kinh trên liên tục túc trực 24/24 giờ trước những kẻ thù và những mối đe dọa đến từ bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc nói rằng Nga, Triều Tiên, Nhật Bản, Mỹ là những đối thủ mà dám đánh vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, cho nên họ rất dè chừng đối với cả bốn nước trên. Tình báo của Nga cho biết Trung Quốc cho bảo vệ con đập nghiêm ngặt hơn cả thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình hàng ngày có những cuộc họp cực kỳ quan trọng ở đây. Và đó là một trong những lý do vì sao trong suốt thời gian vừa qua, rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha muốn ra tay tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc, nhưng hiện tại nó vẫn chưa bị đánh sập. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng hôm qua Nga và Triều Tiên đang cho tập kết rất nhiều tên lửa xuyên lục địa, tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa có sức công phá lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 để hòng phá vỡ con đập Tam Hiệp xóa sổ Trung Quốc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong-un của Triều Tiên lần này sẽ quyết tâm bắn vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn phía Bắc Kinh để trả thù chính quyền ông Tập Cận Bình vì Trung Quốc đang lên kế hoạch đánh chiếm Biển Đông, đánh chiếm Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải cùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Liên bang Nga.
một nguồn tin cực kỳ chính xác cho biết để chặn đứng âm mưu thủ đoạn trên của phía Trung Quốc, hiện quân đội hải quân không quân của Nga và Triều Tiên đang liên minh bí mật cho tập kết rất nhiều quả tên lửa hiện đại bậc nhất trên thế giới ở 4 vị trí, một là ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hai là vùng biên giới giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, ba là bờ biển Hoàng Hải, nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Moscow, và 4 là ngoài khơi Biển Đông, nơi mà Nga và Triều Tiên đang cho hạ đặt 15 quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. 15 quả tên lửa này đang được đặt gần một căn cứ quân sự ở gần eo biển Đài Loan. Một mặt, Nga và Triều Tiên muốn ra tay bảo vệ Hồng Kông và Đài Loan trước sức ép kinh khủng từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Mặt khác là để tấn công Đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nga và Triều Tiên không muốn mất thời gian để san phẳng Bắc Kinh. Hai nước đều muốn đánh gọn Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định để phía Bắc Kinh không kịp trở tay. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận rằng hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa một bên là Liên bang Nga và Triều Tiên, một bên chỉ có phía Trung Quốc, hai bên đã liên tục ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng, Nga và Triều Tiên đã cho nã hai quả tên lửa về phía con tàu sân bay của Bắc Kinh để uy hiếp. Hiện tại, tình báo quân đội của phía Trung Quốc tiết lộ rằng Triều Tiên và Nga đang sở hữu những quả tên lửa và vũ khí hủy diệt lớn nhất trên thế giới. Họ sẵn sàng san phẳng bất kỳ một nước nào hay bất kỳ ai trong một khoảng thời gian được cho là cực ngắn. Đây chính là lý do mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ. Hiện ông Tập Cận Bình đang cho triệu tập rất nhiều các tướng lĩnh trong quân đội của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp gấp ở thủ đô Bắc Kinh để đưa ra những phương án, những kế hoạch ngăn chặn Nga và Triều Tiên bởi vì hai nước trên có ý định tấn công con Đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn. Thưa quý vị, theo một nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy từ phe đối lập, phe chống đối ông Tập Cận Bình cho biết lần này Trung Quốc khó có thể thoát khỏi án tử hình và thần chết bởi vì ngoài chính quyền Tổng thống Nga ông Putin với nhà lãnh đạo đầy máu chiến, tuổi trẻ tài cao ông Kim Jong-un của Triều Tiên thì chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đang có ý định đứng sau yểm hộ, ra tay giúp sức Triều Tiên và Nga tấn công Trung Quốc. Hiện các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đang rất lâm nguy khi cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho di tản gấp rất nhiều quân đội vào 13 tỉnh thành Trung Quốc xung quanh con Đập Tam Hiệp để đi lánh nạn. Các nhà quan sát cho biết nếu như đó là sự thật thì tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều nhiệt liệt tán dương, hoan nghênh ủng hộ, hoan hô Nga và Triều Tiên cùng Mỹ ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh, trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trang BBC News của Mỹ cho biết, không chỉ Nga, Triều Tiên và Mỹ muốn trừng trị Trung Quốc đâu, mà bây giờ Đài Loan cũng muốn ra tay bắn vỡ con Đập Tam Hiệp và muốn dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời trên Biển Đông. Bởi vì trong một phát biểu mới đây ở thủ đô của Đài Bắc, nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn nói rằng Trung Quốc đang có ý định muốn chiếm đóng Đài Loan trở thành Trung Hoa Đại Lục, theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, một vị tướng cấp cao trong ngành quân đội của Bắc Kinh, vừa lên tiếng sẽ đánh phủ đầu Đài Loan trong một vài ngày tới để thống nhất đất nước này. Hãng BBC News nói rằng Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã từng đề nghị hòn đảo này trở về với đại lục theo mô hình một quốc gia hai chế độ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tài ba bà Thái Anh Văn đã bác bỏ những điều này và tuyên bố Đài Bắc trên thực tế đã là một thực thể độc lập với cái tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Còn theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, một vị tướng cấp cao của quân đội Trung Quốc mang tên Lý Tắc Thành hôm qua đã đe dọa sẽ tấn công Đài Loan nếu như không còn cách nào ngăn cản hòn đảo này độc lập. Trong khi đó, Đài Loan đã tuyên bố sẽ mua thêm nhiều tên lửa dẫn đường máy bay F-35, máy bay B-52 cùng tàu chiến để tăng cường cho lực lượng quân đội phòng thủ trước những mối đe dọa nguy hiểm chết người từ phía Bắc Kinh. Hãng tin CNN của Mỹ còn cho biết thêm, vị tướng trên của quân đội Trung Quốc còn đặt vấn đề trong lễ kỷ niệm 15 năm ngày ban hành luật chống ly khai tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Ông nói rằng nếu không còn khả năng thống nhất hòa bình ở Đài Bắc, lực lượng vũ trang nhân dân của Trung Quốc cùng các nước, kể cả người dân của Đài Loan sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để đập nát các âm mưu ly khai. Được biết, trước đó đã có rất nhiều vị tướng lĩnh trong quân đội của Trung Quốc lên tiếng rằng sẽ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan trong một thời gian ngắn nhất. Trước đó, thì chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng sẽ can thiệp sâu vào lĩnh vực Đài Loan và Hồng Kông khi Trung Quốc gây ra những sức ép đầy kinh khủng.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo mới đây thì ông Lý Khắc Cường đã trấn an dư luận bằng việc sẽ tiếp tục chính sách thân cận với cả Hồng Kông và Đài Loan. Hiện căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc với Hồng Kông, Trung Quốc với Triều Tiên, Trung Quốc với Nga, Trung Quốc với cả Ấn Độ đang rất cao trào. Các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết Trung Quốc nên kiềm chế và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như là tôn trọng các nước láng giềng, nếu không xung đột căng thẳng sẽ tiếp tục xảy ra trong một thời gian sắp tới. Thưa quý vị, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 7 năm 2021, đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới thắc mắc rằng Trung Quốc là một quốc gia giàu hay nghèo. Một cuộc tranh luận về việc liệu rằng Trung Quốc là một quốc gia giàu hay nghèo đã được thổi bùng trong những tuần gần đây khi chính phủ của nước này công bố hàng loạt những dữ liệu kinh tế gây ra rất nhiều những tranh cãi cho toàn cầu. Trong tuần này, Thủ tướng ông Lý Khắc Cường của Trung Quốc tuyên bố có tới 600 triệu người Trung Quốc đang sống với mức thu nhập hàng tháng khoảng 100 đô la Mỹ. Nói một cách ngắn gọn, số tiền này chỉ đủ để chi trả cho tiền thuê nhà và ăn tiêu rẻ sẻn của một số người dân phía Trung Quốc. Những tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường đã làm gia tăng thêm lập luận rằng Trung Quốc thực chất là một quốc gia tương đối nghèo hay là một quốc gia giàu có. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà quan chức hàng đầu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tuyên bố ở thủ đô Bắc Kinh hôm Chủ nhật vừa rồi, khi nói rằng đa phần dân số của Trung Quốc thu nhập hàng tháng nghìn đô la Mỹ trên một tháng bởi vì họ đang có một nền kinh tế mạnh nhất nhì trên thế giới. Một thống kê cho biết chênh lệch thu nhập giữa cư dân nông thôn và thành thị của Trung Quốc càng làm cho bức tranh kinh tế của Trung Quốc thêm hỗn loạn. Nếu bạn là người nước ngoài đến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, Quảng Đông, Thâm Quyến, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên về Trung Quốc dường như giàu hơn cả Mỹ hoặc các nước ở khu vực châu Âu. Một tài khoản truyền thông của xã hội liên kết với tờ Tân Hoa Xã mới đây cho hay Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông chỉ là đại diện cho một phần của Trung Quốc. Có một Trung Quốc khác ở một góc tối khác mà rất nhiều người không biết tới đó. Nhờ những người dân ở nông thôn, họ chỉ có thu nhập 100 đô la Mỹ trong một tháng. Đấy là một nguyên nhân vì sao mà hàng năm khi Tết đến và khi Tết hết, người dân của Trung Quốc lũ lượt rời bỏ thủ đô và các thành phố lớn để trở về quê. Chúng ta nhìn thấy cảnh tàu xe điện ngầm nhích nhác của những người dân. Họ đang cho biết rằng các quan chức trong chính quyền ông Tập thì rất giàu có, còn người dân thì dân nghèo. Quay trở lại với câu chuyện chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un của Triều Tiên sắp tới sẽ liên minh phá con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc. Đêm hôm qua, bất ngờ người dân của Trung Quốc un kéo về biên giới để xem chính quyền ông Kim Jong Un phóng tên lửa vào một tiểu đoàn, đồng thời bắt sống 1.000 binh lính của Trung Quốc, đẩy căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết tình hình biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên chưa được giải quyết xong, thì ngày hôm qua đích thân ông Kim Jong Un lại lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng khai tiếng súng phóng tên lửa bắn thẳng vào một căn cứ quân sự của một tiểu đoàn của chính quyền Trung Quốc, bắt tạm giam 1.000 binh lính của chính quyền ông Tập Cận Bình, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng tức giận. Theo các nhà quan sát cho biết, cuộc công kích ngày hôm qua đã làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Mấy chục máy bay, xe tăng và binh lính của Trung Quốc đã cho chạy toán loạn. Theo một thống kê mới nhất cho biết, đã có 6 chiếc xe bọc thép bốc cháy dữ dội khi trúng một loạt các tên lửa của Bình Nhưỡng. 2 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bị trúng tên lửa vỡ tan tành và bốc cháy ở vùng biên giới Trung Triều. 1.000 binh lính của Trung Quốc đã bị chính quyền ông Kim Jong Un bắt giữ. Ngay sau đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho báo động toàn quân đội từ mức độ 1 lên mức độ 4, mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, theo truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết, nguyên nhân dẫn đến cuộc nổ súng đụng độ căng thẳng ngày hôm qua là do nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un muốn trả thù Trung Quốc vì Bắc Kinh đã lợi dụng những ngày ông vắng mặt, đem quân đội điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ, máy bay quân sự J-15 và J-30 cùng rất nhiều binh lính của Bắc Kinh tràn sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để bắt nạt gây hấn. Và ngay sau khi ông Kim xuất hiện, ông đã cho quân lính của Bình Nhưỡng nã liên tiếp 21 quả tên lửa tầm xa và một loạt đại bác tầm cao bắn đúng mục tiêu và làm tan tành phiến quân của phía Trung Quốc. Cuộc công kích đã phá vỡ một đường hầm và một kho vũ khí của Trung Quốc, đánh tan tành một tiểu đoàn của Bắc Kinh ở gần biên giới Trung Triều, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang sôi sùng sục.
Thưa quý vị, theo hãng tin KCNA, cơ quan ngôn luận của Triều Tiên dẫn lời ông Kim tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua cho biết: "Tôi thật sự bất ngờ khi phía Trung Quốc lại lộng hành và ngông cuồng đến như vậy. Sau khi biết tin, tôi lui về hậu trường để nhường sự chỉ đạo đất nước, chỉ đạo quân đội cho cô em gái của tôi tên là Kim Jo-jong, thì phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đã lợi dụng tình hình trên đem rất nhiều binh lính xếp bọc thép, máy bay quân sự, máy bay chiến đấu tràn sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để xâm chiếm quả núi của chúng tôi. Nay tôi tuyên bố đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Tôi quyết sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc, đập tan Bắc Kinh để cảnh cáo chính quyền ông Tập. Triều Tiên muốn dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời. Vụ việc nã đại bác và tên lửa ngày hôm qua chỉ là bước khởi đầu trong những mối leo thang tiếp theo. Nếu trong những tuần tới mà chính quyền của ông Tập không gửi lời xin lỗi tới Bình Nhưỡng thì Trung Quốc tiếp tục bị Triều Tiên phóng tên lửa. Lúc đó thương vong sẽ còn rất nhiều và Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại." Thưa quý vị, theo các nhà quân sự nhận định, nếu xảy ra vụ đụng độ căng thẳng ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên thì quân đội của Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo tài ba trẻ tuổi ông Kim Jong-un và cô em gái bà Kim Yo-jong, quân đội của Bình Nhưỡng sẽ chiến thắng vang dội trước quân đội của Bắc Kinh. Bởi vì hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên được cho là rất tài ba và máu chiến. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc, chứ không bao giờ chịu mất một tấc đất hay một vùng lãnh thổ nào về tay cho Tập Cận Bình. Chính vì vậy, Triều Tiên luôn luôn chiến thắng trong những cuộc đối đầu trong suốt thời gian vừa qua, còn chính quyền của ông Tập Cận Bình thì luôn bị thất bại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn nuôi cái tham vọng độc chiếm thêm một quả núi ở Bình Nhưỡng gần biên giới Trung Triều. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian dài vừa qua đã xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Hiện tại thì ở khu vực này diễn biến vẫn còn đang hết sức phức tạp và chưa được lắng xuống. Thưa quý vị, theo truyền thông của Hàn Quốc cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang chờ báo động quân đội. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đang chờ điều gấp 31 chiếc xe bọc thép mang theo pháo cao xạ và hơn 20.000 binh lính của Bắc Kinh tiến lên vùng biên giới của Triều Tiên để ứng cứu quân đội của ông Tập. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc không nên gây hấn bắt nạt Triều Tiên bởi vì mãi mãi Bắc Kinh sẽ vẫn bị thất bại thảm hại trước một Triều Tiên tuy nhỏ bé nhưng họ lại có rất nhiều tên lửa. Theo các nhà quân sự phân tích rằng Triều Tiên không chỉ là một đất nước bí hiểm, họ còn là một quốc gia nhỏ bé. Tuy nhiên, chính quyền của ông Kim Jong-un đang sở hữu trong tay rất nhiều các tên lửa siêu hạng nhất nhì trên thế giới mà các nước khác không bao giờ có được. Tên lửa của Triều Tiên có thể phóng từ Bình Nhưỡng sang đến Washington DC, tên lửa của Bắc Triều Tiên còn gắn đầu đạn hạt nhân, họ có thể bắn vỡ con đập Tam Hiệp vào thủ đô Bắc Kinh, đặc biệt là Thiên An Môn trong vòng 5 phút. Đây chính là lý do vì sao Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả Nga cũng phải khiếp sợ. Bình Nhưỡng còn có một nhà lãnh đạo tài ba và máu chiến mang tên Kim Jong-un. Không những thế, cô em gái của ông Kim là bà Kim Yo-jong, năm nay 32 tuổi cũng là một nhân vật hết sức bí hiểm trên thế giới này. Thế giới mới chỉ biết đến bà Kim Yo-jong trong những tuần vừa qua khi người anh trai Kim vắng mặt. Nhưng cả Trung Quốc, Hàn Quốc hay bất kỳ một nước nào trên thế giới đều phải giật mình và thán phục trước sự quyết đoán và cứng rắn của bà Kim. Tưởng chừng người anh trai ông Kim Jong-un vắng mặt thì Triều Tiên sẽ lâm vào cảnh bi đát khi Trung Quốc liên tục điều quân lính sang bắt nạt. Nhưng tất cả đều sai khi bà Yo-jong xuất hiện, chỉ đạo quân đội thay người anh trai mình đã đánh cho quân đội của Bắc Kinh chạy toán loạn. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản nhận xét, bà Kim Yo-jong được cho là nhà lãnh đạo tài ba và rất xuất sắc, bằng chứng là bà đã lãnh đạo quân đội của Bình Nhưỡng đánh cho phiến quân phía Trung Quốc thất bại thảm hại hai lần trước khi mà ông Kim Jong-un xuất hiện. Và tên tuổi và sự bí hiểm bí mật của bà đã một phần được tiết lộ trong thời gian vừa qua. Chính vì điều này, Trung Quốc đã không dám đem quân đi để xâm chiếm Bình Nhưỡng nữa. Tuy nhiên, ông Kim xuất hiện, ông vẫn muốn dạy cho chính quyền Bắc Kinh một bài học đau thương. Chính vì điều này mà hôm qua ông đã quyết định phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng nã súng phóng tên lửa vào một tiểu đoàn, đồng thời bắt sống hơn 1.000 binh lính của chính quyền ông Tập chờ xét xử. Thưa quý vị, theo truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết, hiện người dân của Bắc Triều Tiên rất vui mừng khi ông Kim trở lại. Còn các nước trên thế giới cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rất mong Triều Tiên sẽ trừng trị Trung Quốc để gian đe chính quyền ông Tập, trở lại bình yên cho thế giới vì Trung Quốc luôn là mối nguy hiểm cho nhân loại. Thưa quý vị, theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết Trung Quốc có 14 quốc gia láng giềng xung quanh mình thì Bắc Kinh đã đi gây hấn với 13 nước. Bằng chứng rõ rệt nhất là Bắc Kinh đã đi gây hấn với cả Nga, Hàn Quốc, Triều Tiên và hôm qua ngoài Triều Tiên ra thì Bắc Kinh còn đi gây hấn với cả Nhật Bản.
Hãng CNN còn cho biết thêm Nhật Bản phản đối Trung Quốc đã gia tăng những hoạt động gây hấn, gây căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Tarakeno, hôm kia đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc gia tăng hoạt động gây căng thẳng và bắt nạt trên vùng biển Hoa Đông, nhất là gần quần đảo Senkaku, nơi mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Trong các cuộc đàm phán và hội đàm trực tuyến, lần lượt những người đồng cấp Singapore, Indonesia và New Zealand, Bộ trưởng Quốc phòng ông Tarakeno của Nhật Bản đã đề cập tới những hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản ông Keno đã nói rằng Trung Quốc chính là một quốc gia rất nguy hiểm cho các nước trong khu vực khi liên tục đưa ra các tuyên bố vô lý trên vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng và xung đột, gây ra mất an toàn tại hai vùng biển này. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng của Nhật Bản công bố sách xanh ngoại giao 2021 của Tokyo. Theo các nhà quan sát cho biết, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời gian gần đây khá là xấu. Nguyên nhân ban đầu được cho đều là do phía Bắc Kinh và do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi liên tiếp điều quân lính, điều tàu thuyền đi xâm chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Chỉ cách đây có 3 ngày thì lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản đã lên tiếng phản đối kịch liệt hải quân của Trung Quốc, đã điều rất nhiều tàu hải cảnh mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng cùng vòi rồng tiến sát vào quần đảo Senkaku để gây hấn với cả hải quân Tokyo. Ngay lập tức hai bên đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa. Tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn không cho rút quân. Hiện thì cơ quan bảo vệ bờ biển của Nhật Bản đang chờ trực chiến 24/24 giờ, và nếu phát hiện ra phía Bắc Kinh gây hấn, Nhật Bản sẵn sàng đánh sập con tàu hải cảnh của Trung Quốc để giàn mặt. Thưa quý vị, mới đây thì để cảnh báo Đài Bắc, Trung Quốc tiếp tục tập trận trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã tổ chức tập trận quân sự trên không và trên biển Đài Loan để áp trả các động thái gần đây của hòn đảo này. Theo tờ South China Morning Post ngày 17 tháng 8, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự trên không và trên biển gần Đài Loan để đáp trả các hành động khiêu khích của lực lượng đòi độc lập Đài Loan, lực lượng mà Bắc Kinh mô tả là nguồn rủi ro an ninh lớn nhất trên eo biển Đài Loan. Ông Xi Yi, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Mặt trận phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết, nước này đã cử máy bay chống ngầm, máy bay chiến đấu và tàu chiến đến phía Tây Nam và Đông Nam của Đài Loan để kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng. Gần đây, Mỹ và Đài Loan đã liên tục khiêu khích và gửi đi những tín hiệu sai trái nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan. Điều này đã tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất trên eo biển Đài Loan, ông Xi nói trong một tuyên bố. Cuộc tập trận này là một hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại trên khắp eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông nói thêm. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai cần được thu hồi và có thể dùng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng nhiều lần phản đối việc Washington tăng cường quan hệ với Đài Bắc trong thời gian gần đây. Trong cuộc gặp vào tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Đài Loan là một trong những vấn đề thuộc về làn danh đỏ của Bắc Kinh và cảnh báo Washington không nên vượt qua. Tuy nhiên, Đài Loan và Mỹ tuần trước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thường xuyên về việc hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên. Tin chấn động đêm hôm qua, bất ngờ Mỹ nổi điên dội bom đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, vào lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã phát lệnh cho không quân, hải quân của Hoa Kỳ phóng tên lửa và dội bom đánh sập một giàn khoan được cho là lớn nhất của phía Trung Quốc từ trước tới nay ở ngoài Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi mà chính phủ của Trung Quốc đã lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang bận rộn chống dịch COVID-19. Bắc Kinh đã bí mật điều giàn khoan siêu lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 ra khu vực ở Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Hành động trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị Mỹ ngay lập tức phản ứng dữ dội. Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đã ủ mưu, xấu xa và hèn hạ vì lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc chống virus corona. Họ đã ngang nhiên đưa giàn khoan siêu to đem ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cho các nước trong khu vực Đông Nam Á và vùng biển quốc tế. Và trước tình hình khẩn cấp nói trên, Mỹ đã phát lệnh cho Hải quân của Hoa Kỳ xuất kích một máy bay B-52 ném bom vào hai tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường phóng liên tiếp 6 quả tên lửa có gắn đầu đạn có sức công phá lớn, đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc để thách thức chủ quyền của Bắc Kinh. Đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động khai thác dầu
khí trái phép ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Bắc Kinh sẽ trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ, trích dẫn lời một vị chỉ huy hải quân Hoa Kỳ, đô đốc có tên Davison, cho biết chúng tôi được lệnh cắt giảm 1/4 quân số để trở về Mỹ, giúp bang Washington và New York hỗ trợ chính phủ chống dịch COVID-19. COVID Vũ Hán, COVID Tập Cận Bình và COVID Trung Quốc thì nhận được tin mật báo cáo rằng Bắc Kinh đang cho một dàn khoan cỡ lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 tiến ra ngoài Biển Đông. Tình báo của Mỹ còn cho biết đi theo bảo vệ dàn khoan trên còn có 7 tàu hộ vệ mang theo tên lửa dẫn đường và 51 tàu dân phòng, 60 tàu dân binh và 180 tàu đánh cá ngụy trang có mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông quanh quần đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc nhận vơ là vùng biển của Bắc Kinh để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Và nhận thấy điều trái ngang trên, chúng tôi đã cho máy bay B-52 và dàn tàu khu trục, tàu tuần duyên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa, mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng của phía Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hành động của chúng tôi đã bị chống đối và chống trả một cách quyết liệt từ các tàu đi theo bảo vệ hộ tống dàn khoan trên của phía Trung Quốc. Vị chỉ huy Davison của Mỹ còn nói tiếp, lẽ ra chúng tôi chỉ ngăn chặn không cho phía Trung Quốc đem dàn khoan Hải Nam 789 khai thác trái phép dầu khí Biển Đông vì không muốn gây ra thương vong cũng như là tổn thất về mặt con người và trang thiết bị. Nhưng khi đối đầu nhau, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã tỏ ra rất hung dữ. Chúng cứ liên tục lao nhanh với tốc độ chóng mặt để gây hấn, thậm chí có lúc tàu của phía Trung Quốc đã cho phun vòi rồng và bắn đạn thật. Trong số đó, con tàu của Do Thám đã lao vào với tốc độ cực nhanh, chặn đầu định đâm va và ngăn chặn tàu của chúng tôi. Và trước tình hình cam go, một mất một còn như vậy, buộc chúng tôi ra quyết định không vây bắt, không ngăn chặn nữa mà cho dội bom và phóng tên lửa đánh sập luôn giàn khoan của phía Trung Quốc và sau 1 giờ 20 phút tấn công. Dàn khoan được cho là lớn nhất của Trung Quốc cũng là dàn khoan lớn nhất trên thế giới mang tên Hải Nam 789 đã bị quân đội của chúng tôi đánh cho tan nát, theo mô tả của vị đô đốc Hải quân Mỹ cho biết. Khi dàn khoan trúng tên lửa và bom của Mỹ, các mảnh vỡ của nó bắn ra tứ tung cả một vùng biển. Các cột khói bốc lên nghi ngút và chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Dàn khoan trên phía Trung Quốc đã bị tan nát và khi thấy không thể nào chống đỡ được, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã nhanh chóng cho tháo chạy về trú ẩn tại một cảng biển ở đảo Hải Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết dàn khoan mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc là dàn khoan cỡ lớn nhất nhì của thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó là đàn anh của dàn khoan Hải Dương 981, 982 mà phía Bắc Kinh đã nhiều lần mang ra Biển Đông khai thác dầu khí trái phép. Theo các nhà quan sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên phía Trung Quốc đưa dàn khoan nói trên ra Biển Đông để xâm phạm chủ quyền các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ 6 Bắc Kinh muốn khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Các nhà quan sát còn cho biết tiếp, mỗi lần mà chính quyền ông Tập Cận Bình điều dàn khoan Hải Dương 981, 982 ra Biển Đông, các nước trong khu vực Đông Nam Á lại cho hải quân của nước mình theo dõi sát sao, đồng thời ra tín hiệu xua đuổi. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như có một bộ mặt rất dày khi họ không những không cho rút dàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của các nước, mà còn điều thêm tàu chiến tấn công lại hải quân và các nước như Malaysia, Singapore và Brunei. Chính vì điều đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như nội cộng đồng trên toàn thế giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, Biển Đông có vẻ dậy sóng hơn các thời Tổng thống Mỹ khác, khi mà Hoa Kỳ luôn có sự quan tâm đặc biệt tới Biển Đông. Bằng chứng là việc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ liên tục xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bậc nhất trên thế giới này, đồng thời bảo vệ các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc luôn mang giàn khoan, tàu chiến, tàu khảo sát, tàu khu trục, tàu sân bay đi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước. Vì thế, vụ việc vào đêm ngày hôm qua, giàn khoan siêu to mang tên Hải Nam 789 của phía Trung Quốc đã nhanh chóng bị hải quân của Hoa Kỳ đánh sập. Đó cũng là một điều cực kỳ rất dễ hiểu và rất may là Mỹ đã ra tay, nếu không thì an nguy trong khu vực đã bị đe dọa và thế giới đã mất một lượng dầu khổng lồ vào tay của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho hay, thì ngay sau khi biết giàn khoan của mình bị không quân, hải quân Mỹ dội bom và phóng tên lửa đánh sập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của phía Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích thậm tệ chính phủ của Mỹ khi nói rằng 3/4 diện tích ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Điều đó đã được chính phủ của Bắc Kinh phân định với các nước trên thế giới bằng bản đồ đường lưỡi bò và đề nghị các nước cũng như là Mỹ cần tôn trọng pháp luật của Trung Quốc, đồng thời tôn trọng lãnh hải thuộc phạm vi đường chín đoạn trên. Ông Cảnh Sảng còn mạnh miệng tuyên bố tiếp, giàn khoan của phía Trung Quốc đang cho khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông, đó là vùng biển trong phạm vi 12 hải lý thuộc con đường lưỡi bò. Vậy cớ làm sao mà phía Mỹ lại ra gây hấn?
Điều đó là không thể nào chấp nhận được hành vi manh động trên của Hoa Kỳ có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, và khi đó Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, tờ báo Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng nếu như phía Mỹ không đưa ra những bằng chứng cụ thể chứng minh giàn khoan của Trung Quốc vi phạm vùng biển quốc tế hay vi phạm vùng biển của các nước nào đó trong khu vực, thì Hoa Kỳ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bắc Kinh sẽ không bao giờ bỏ qua việc làm trên của Mỹ và họ sẽ phải bồi thường cho Trung Quốc, nếu không Trung Quốc sẽ điều quân đội san phẳng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Vâng, thưa quý vị, đó là lời phát biểu mạnh bạo của người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa. Còn theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Bắc Kinh trong những năm vừa qua đã bị thiếu nguồn cung dầu khí một cách trầm trọng từ các nước ở Trung Đông bởi vì các nước này đang bị cấm vận từ phía Hoa Kỳ. Do đó mà đất nước gần 1,5 tỷ dân này đang khao khát dầu khí và dầu mỏ. Chính vì điều đó mà bất chấp dịch COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng, chính phủ của ông Tập Cận Bình vẫn cho giàn khoan siêu to ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Một số ý kiến cho rằng giá dầu trên thế giới đang giảm mạnh. Theo một thống kê mới nhất vào chiều ngày hôm qua cho biết, thì giá dầu trên thế giới đang ở mức 20 đô trên một thùng và đây là một trong những mức giá thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Các chuyên gia cho biết giá dầu còn tiếp tục giảm trong những ngày tới xuống dưới 20 đô trên một thùng, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang làm ảnh hưởng đến sự giao thương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc được đánh giá là một nước tham vọng nhất trên thế giới khi liên tục muốn sở hữu một lượng dầu phi pháp ở ngoài Biển Đông, bất chấp dịch COVID-19, và đó chính là lý do vì sao Biển Đông đang rất dậy sóng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Mỹ tuyên bố duy trì hoạt động ở Biển Đông, bảo đảm thịnh vượng cho tất cả. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định chính các hoạt động của Trung Quốc buộc Mỹ phải tiếp tục duy trì các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado hôm 19 tháng 8, Đô đốc Hải quân John Aquilino, tư lệnh Indo-Pacom cho biết, lực lượng này đặc biệt quan ngại khi chứng kiến các hành động chứ không phải những tuyên bố của Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề. Trang tin chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ trích dẫn lời của ông Aquilino nói, chúng tôi quan ngại rằng các yêu sách chủ quyền phi pháp ở Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến tất cả các nước trong khu vực, từ sinh kế của họ, dù đó là đánh bắt cá hay tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là những điều khiến tôi tin rằng việc thực thi biện pháp răn đe tổng hợp của chúng ta phải diễn ra ngay bây giờ và với nhu cầu cấp bách. Theo ông Aquilino, hiện có nhiều quốc gia giáp Biển Đông và thêm nhiều quốc gia khác phụ thuộc vào vùng biển này để giao thương với khu vực. Sự thịnh vượng của tất cả phụ thuộc vào việc tiếp tục tự do tiếp cận vùng biển đó, trong khi các yêu sách trái phép của Trung Quốc đang đe dọa họ. Tư lệnh Indo-Pacom nhấn mạnh, gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và 1/4 thương mại toàn cầu có được là thông qua Biển Đông. Các quốc gia giáp biển cũng dựa vào nó để khai thác các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như đánh bắt cá. Ông Aquilino cho hay, Mỹ một phần thông qua Indo-Pacom đang bắt tay cùng các đồng minh và các đối tác trong khu vực để giảm những căng thẳng tại đây. Theo quan chức này, cho đến nay, Mỹ đã hoạt động ở Thái Bình Dương hơn 80 năm và sẽ tiếp tục làm việc đó, kể cả nhằm duy trì các trật tự dựa trên những quy tắc thống nhất quốc tế mà nước này và mọi quốc gia Thái Bình Dương tuân thủ để đảm bảo hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng.